Vâng, xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Road Bike, thương hiệu đến từ Pháp, Chopic, model Maris, với cái tông màu trắng và xanh tím than. Và bây giờ xin mời bác nhé, tới đến chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác, đây là mẫu dòng Chopic, model Maris. Thì đây là một trong những mẫu mà dòng xe đạp Road Bike cũng là rất là được nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm chú ý đến. Một lần này em về một chiếc Chopic Maris còn rất là đẹp đó nhé. Tổng thể xem đánh giá là tầm 90% xe, với lớp sơn màu trắng xanh rất là sáng và bóng trên khung xe. Cái model Chopic Maris này em mới thi hậu rất nhiều trong tháng vừa qua. Lần này em về một chiếc trắng xanh, dành cho những bác ưa thích cái tông gam màu sáng tối kết hợp. Xe chạy với bộ rơi âm sườn cao cấp, khung nhôm alloy 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ, dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Tem chính hãng đỏ và vàng cũng còn nguyên bản trên khung xe. Và cái model Chopic Maris này được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái cấu hình của xe, và chất lượng của xe rất là tốt. Khung nhôm, khung mối hàn, tính thẩm mỹ rất là cao. Đấy, cái model Chopic Maris bên nhà mà mới về đây. Và lần này xe về còn rất là đẹp, đánh giá tầm 90% xe. Ghi đông cổ Ford chính hãng nguyên bản trong xe của Chopic. Tay lắm còn rất là mới, xe rất là ít sử dụng. Xe sử dụng với cấu hình tay lắc chính hãng của Shimano Sora bên trái em. Còn bên phải em sử dụng với tay lắc chính hãng của Shimano Ra bên tầng đĩa. Đằng trước sử dụng phanh 3 mảnh Techo. Càng carbon chính hãng của Chopic. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Chopic nguyên bản theo xe. Lốp 700x23C, kích thước lốp 700x23C. Dưới gầm vẫn còn cái mã vạch chính hãng của dòng Chopic nữa. Độ mới của xe rất là cao, trên 90% xe. Được sử dụng với cấu hình của Shimano Sora. Khung nhôm 6061. Cục yên chính hãng của Chopic. Yên xe nguyên bản theo xe, yên Chopic luôn, rất là mới. Đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa nhôm của SSA, thương hiệu đến từ Mỹ của SSA. Đùi đĩa nhôm, gạt đĩa Shimano Sora. Củ đề sau sử dụng của củ đề Shimano Sora. Trang bị 9 tầng lip nguyên bản theo xe. May ở trước sau là may chính hãng của Lovatech. May ở trước và may ở sau là chính hãng của Lovatech. Vành nhôm đằng sau là vành nhôm chính hãng của Chopic, vành nhôm hai lớp. Tất cả phụ kiện linh kiện trên xe là nguyên zin hết của dòng xe Chopic Maris. Sử dụng nguyên một group chính hãng của Shimano Sora. Khung nhôm, khung mối hàn và 061 càng carbon. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 48. Size ngang của xe là size 50. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Chiều cao size lý tưởng cho các bác. Và bây giờ xin mời chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với group chính hãng của Shimano Sora, 9 tầng lip. Lên lip rất là dễ dàng sử dụng. Xuống lip, rất là bon nha mọi người. Bên đây phải em đùi đĩa 2 tầng của FFA, thương hiệu đến từ Mỹ. Xuống đĩa, lên đĩa, có chân chu mượt mà.
Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Chopic Maris, thương hiệu đến từ Pháp. Và xe rất là mới, em đánh giá tầm 90% xe. Xe sử dụng với group chính hãng của Shimano Sora, khung nhôm 6061, càng carbon. Và xe giá tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm đến em qua Zalo 0975 709943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.